Video Amsai chào các bạn. Hôm nay Video Amsai sẽ sang bên chợ chùa, lại gửi các bạn một ít những tác phẩm bonsai của anh em bên chợ chùa đang cất giữ và đang hoàn thiện những tác phẩm đó. Đến ngã tư này chúng ta sẽ phải vào các bạn nhé. Nếu đi thẳng nữa là đi vào Nam Điền, nhưng chúng ta sẽ phải ở đây, phải vào, sẽ vào chợ chùa. Đấy, đường Lê Đức Thọ các bạn nhé. Thôi bây giờ giao sai lái xe đã, không có nguy hiểm. Đấy, lẽ vào đường Lê Đức Thọ đây các bạn này, rẽ phải. Video Amsai chào các bạn. Video Amsai đã sang tới chợ chùa rồi. Và bây giờ Video Amsai sẽ vào nhà anh Trung Béo. Mời các bạn theo chân Video Amsai vào bên trong này nhé. Đây, mời anh em vào trong này nhé. Chào bác chủ vườn đi đã. Đây, anh Trung. Em chào anh Trung Béo nhá. Em là Thắng, Video Amsai ở bên Ninh Bình. Hôm nay sang đây xin phép bác là chia sẻ với anh em một số các cái cốt mà bác đang lưu giữ rất là lâu rồi. Anh Trung nhá. Vâng, em xin phép em đi em quay một số tác phẩm. Anh em cứ tự nhiên. Dạ vâng ạ. Đây, vừa chào anh Trung rồi. Thì Video Bonsai sẽ quay ra cổng là chia sẻ các bạn về phía bên này trước. Thì anh Trung cũng chia ra từng ô một cũng rất nhiều tác phẩm, nên có khả năng Video Bonsai sẽ chia làm mấy phần. Thì bây giờ Video Bonsai sẽ chia sẻ các bạn một tác phẩm này trước này. Đa phần anh là xanh Nam Điền, rất già các bạn ạ. Con này chiều cao chắc là song này nó khoảng tầm 50 phân các bạn ạ. 50 phân thôi. Đấy, nhưng mà cũng hơi chặt một chút nữa, không biết có len vào trong để chia sẻ các bạn phần trong nó. Len được các bạn ạ. Cũng len được phần chân bên này. Mặt kia thì đẹp hơn các bạn ạ. Đấy. Đấy, cũng nhiều vết cắt lắm ạ. Những vết cắt cũng chun lên rồi. Tay cành cũng to hơn con trai cái đấy các bạn ạ. Đây, Video Amsai chia sẻ với các bạn là tác phẩm của anh Trung. Nghe nói chung con này chắc là anh ưng ý nhất cái vườn này đúng không ạ? Đấy, con này cũng thích là vâng. Muốn làm để chơi. Vâng, tức là làm anh muốn cho nó xong thành phẩm đúng không anh Trung? Thành phẩm. Con này về tay anh Trung lâu chưa anh Trung? Con này về tay mình được khoảng tầm gần 2 năm. Gần 2 năm ạ. Các bạn này, các bạn nhìn cái phần thân nó chạy này, nó già này, mà nó dị các bạn. Phè hết cả da rồi. Đấy. Đây các bạn này. Nhìn tay anh giật như thế này. Vâng. Cổ. Cháu đang. Chú. Chú vừa sang. Anh chia sẻ ít cây cho anh em ở trên cộng đồng biết. Chuẩn móng quá đẹp luôn các bạn này. Đấy. Công nhận bậc trùng nuôi những cái thực phẩm. Quá kỹ. Các bạn nhìn đường giật cút này, rồi thít thân này. Đây, gửi các bạn tác phẩm con xanh quê này. Tượng trẻ nhè này các bạn ạ. Chung là con này anh nuôi cũng tương đối lâu rồi. Cút kia cắt giật. Đây, tác phẩm này nhỏ xíu các bạn nhé. Đấy. Rất nhiều các bạn ạ. Nhiều lắm. Ui giời, những cổ đẹp thế. Rất là đẹp quá. Phải đẹp quá này. Em hỏi thì con này anh làm lâu chưa anh Trung ơi? Con này làm được khoảng tầm 4 năm. 4 năm, tức là về anh cũng tương đối lâu rồi nhỉ. Đấy. Anh cắt những cái đường cổ đẹp quá anh chú ạ. Đấy, giật đường cổ rất đẹp. Thật không gì mà thời gian anh Trung nhỉ. Có thời gian thì nó và quan trọng có thời gian này, càng trong sâu anh ấy càng giữ những cái cốt đẹp, cốt già lão già lắm này các bạn này. Đấy, giật cổ này hơi chặt nên các bạn thông cảm tí nhá. Mời các bạn về với anh Trung Béo ở chợ chùa
thì sẽ ngó kỹ hơn. Đấy, tuyệt vời hơn. Đây các bạn này, nó chặt lắm nên là video em sai là không thể lùa vào người ở trong được. Đấy, con đá đẹp quá. Đường cổ nó chạy thích quá anh chú ạ. Chạy giật. Con đây này. Ba vai. Con ba vai đây à? Sợ chưa, rùn rít luôn các bạn này. Chụt 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 chụt. Ấy, thích. Đấy, thật bằng. Một tác phẩm huyền của anh đây, bám đá treo leo. Này anh cảm, em cảm giác anh cứ đoạn một anh cắt đi nhỉ. Đây. Các bạn nhìn này, thôi. Đấy, cứ đoạn một anh cắt này. Không, cây cối nó không vội vàng. Đây, thật ở đây các bạn nhé. Anh cứ đoạn một là anh cắt thôi. Rồi các bạn tác phẩm nữa đây. Con này anh Trung lấy về lâu chưa anh Trung? Con này lấy được khoảng 2 năm. 2 năm rồi ạ. Cốt của anh toàn cốt già anh Trung nhỉ? Đấy, cốt già cắt giật. Đây này bé bé thôi mà rất nhiều cái, những cái tật tật cành thở họ cắt này. Quan trọng nhất đây như này anh cắt giật cái này nó chẳng đẹp anh Trung. Đấy. Cứ đoạn như này anh giật như này. Các bạn thấy chưa? Nói chung nuôi cây nó không thể vội được. Đại rất thích cái huyền. Vâng. Em thấy anh làm những cây huyền nhưng mà anh thích nhưng mà anh mới làm kỹ đến tột đỉnh luôn ấy. Tức là em thấy nó cứ một đoạn anh lại giật một cái, một đoạn anh giật một cái nó đây. Cứ một tí cái anh giật một đốt. Con này nữa nuôi lâu nhiều lắm thì chắc anh lại giật đây. Đấy. Sáng đúng anh. Giật đấy đây. Đấy. Các bạn anh dốc hết luôn nha, dốc hết anh chỉ để lại một mầm. À, mỗi lần mà lấy mấy phân. Vậy thôi. Nhưng đến đầu nó hay đấy anh chú ạ. Đến đầu nó đẹp đấy, thật sự. Các bạn nhìn này. Chun hết rồi. Rồi có một tác phẩm nữa đây. Còn nay mới nhìn với nhiều u biếu anh ạ. Nhăn nheo ấy cả rồi. Sợ chưa. Trông anh giật cổ cổ lên này. Đấy. Những cái tác phẩm này chả biết bình làm sao anh ạ. Chỉ biết quay im và ngắm vậy thôi. Thật. Bên chẳng có gì để mà nói nữa anh. Anh làm nó lên hết tầm rồi. Độ u cục u biếu anh chạy nó nuột nà như này, cành cuộng cắt giật thân gai góc như hòn đá gai góc nó còn vỡ thân ra anh này, nuôi nó ở phá đấy, nó rút phè hết cả ra tí người ta hiểu hết mà. Tác phẩm này anh đang làm chân bệ tí nên là chỉ chia sẻ cái anh em với là cái dáng của nó. Con này nuôi mấy năm mới được đó. Vậy cơ. Cái cổ này anh lấy về là anh nuôi anh cắt á? Đấy, cắt mình cắt đấy nhưng mà mua của người ta về nó còn bé ấy. À vâng. Xong anh về mình giật được như vậy rồi đó. Mấy năm nuôi được mấy năm mới được một đường việt. Vâng. Đây. Anh giật này. Con đấy kìa nó là ngọn trâu gì nè. Các bạn tác phẩm dáng tùng anh đang làm đây. Cô Trần đây. Trần vệ quá đẹp. Dáng tùng mà anh giật như này là tương đối lâu nha. Có gần con. Anh Trung rất là nhiều dáng lão luôn các bạn ạ. Rất nhiều. Như mình ra dạng dáng ấy. Vâng. Đúng vậy, huyền này, lão này, dáng tùng này. Ba vai. Nói chung là đa dạng. Đấy, ba vai của anh đây. Lùn dịt các bạn ạ. Hiện giờ đang khoảng 20 phân các bạn nhá. Hiện bây giờ cút thì anh giật như này rồi. Chắc. Đây nó bảo những cái liền liền rất thích. Nói chung quay của anh cứ bảo quay mấy cây thôi anh ạ, nhưng mà nó nhiều cây đẹp quá là cây nào cứ bên cạnh là quay luôn. Nó nhiều quá rồi người ta xem nó. Ừ. Mình chia làm hai video. Rồi. Lâu tí. Nhưng mà khổ anh em lại đang thích xem. Anh thích xem thôi quay luôn. Giật rất nhiều luôn. Tác phẩm huynh đệ của anh đây. Rồi. Yeah. Con này cũng làm lâu lắm, cắt đi cắt lại lâu lắm. Sao anh lấy đây đến tay hả anh? Đấy. Cắt đây phát lấy đây đến tay à? Đấy. Ừ. Sướng nhỉ, nhìn thật như này. Thật cắt.
xong lại cắt đây. Cắt cái này cành thừa rồi đúng không? Cắt đây thôi đúng không anh? Cắt trên. Con cột rất đẹp, ảnh rất nhiều cột. Đây, đây lại con bà vai ở đây. Nhỏ nhắn xinh xắn. Con này chắc xong sau này chỉ khoảng 30 phân anh nhỉ? Đấy, tầm vậy thôi, 30 phân đẹp. 30 phân thôi. Trông anh nhà của nhà này kinh khủng. 30 phân. Vâng, con này vào. Con này chân móng nó cũng đẹp luôn anh ạ. Đây các bạn nhìn đây. Chân móng nó nổi hết cái u lên các bạn nhá. Giờ nó tự nổi lên rồi. Đấy, chân móng rất là. Anh làm rất kỹ, anh đột những cái chân móng kinh khủng. Mình thấy anh chặt đi cái nó ra đây anh nhỉ. Chặt đi cái. Trông là cây của mình trông cái khỉu này. 4 năm mới được. Anh cắt những cái khỉu này. Vâng. Nó mít mịt rồi. Mấy năm anh? Mấy năm? Tầm 4 năm mới được. 4 năm anh mới cắt một lần. Trường kỳ các bạn ạ. Đây, giờ cắt đi cái đang lấy cái mầm xíu xíu đây các bạn này. Đúng không anh? Đang mới rút lên này. Những cái đường truyền. Con này già lắm rồi chưa anh ạ? Anh nuôi lại cái phần ngoài thôi chứ bên trong em thấy nó còn đỏ au này anh nhỉ? Con này già lắm rồi. Quay tổng thể các bạn ngắm luôn. Đây các bạn này. Đây anh cũng làm con trực huyền à anh? Con này làm con hoành. Con hoành đây, con hoành, hoành bay đây đúng không? Anh không xuống. Hoành ngắn rồi. Ừ, anh không xuống nữa mà anh bay ngang vào luôn. Đấy. Đúng không? Đấy, trực huyền rồi, anh làm con hoành ngắn rồi. Công nhận ngày xưa anh mua những cái cốt anh cắt mỗi đây rồi anh mang về thôi đúng không anh? Đấy. Kỳ công. Các bạn là hai con lão gần nhau đây. Anh đang làm đây. Con này thì bệ thì không phải nói cái câu gì nữa rồi. Ngày xưa là một cây chuẩn chỉ to anh nhỉ? Cây to. Vâng, anh cắt đi đúng không? Giờ anh mới nuôi được cái cút lên bằng này, bằng ngón tay rồi. 3 năm nữa mới đấy, được 3 năm nữa mới được cắt đấy các bạn. Anh mới nuôi được 1 năm rồi như vậy này anh. Đấy, gần 5 rồi. Vậy anh nuôi cũng là tốc độ đấy. 1 năm mà nó lần hết như này các bạn này. Con này anh biết mầm này, nhưng mầm này nhưng mầm nó không chịu thế nào anh ạ? Hả? Ơi. Không, mọ nó yếu. Mọ bay trong kia nó yếu. Em sợ mầm này nó không phải con. Con này không phải con chị này. Con bé, cổng bé này em sợ con bé. Thế bố bảo cháu là cây ở đâu? Con bé cây cháu đâu? Cây cháu toàn mấy cây. Thế thì bố bảo mày mua mấy cây để nóc đẹp lắm. Đây là con bố Trung béo các bạn nhá. Cháu tên là gì? Cháu tên là Du, Đoàn Huy Du ạ. À, Facebook là gì cháu? Facebook là Đoàn Huy Du ạ. Đoàn Huy Du à? Ok. Để chú chia sẻ mọi người để vào chia vui với bạn với cháu nhá. Tức là giao lưu rất vui. Anh em với nhau. Quay chứ mình quay bên trong. Các bạn ơi, cây này Tuấn Voi đang thích các bạn ạ. Tuấn Voi đang hỏi giao lưu rồi. Không biết là sau cái video này của bonsai là có nổ luôn không thì không biết. Cứ chia sẻ các bạn một chút nhá. Đấy. Này nó cũng già. Một tác phẩm ở đây. Hợp phẩm này như một con rùa các bạn ạ. Anh chia sẻ là như con rùa vậy. Nay mình chia sẻ lại các bạn. Đấy, anh đang nuôi đấy. Nó huyết huyết này. Đây, trục huyền nhỏ xíu này. Hàng tí nữa video còn sai hỏi anh ấy mua cái này về chơi được nữa các bạn này. Nhỏ xíu luôn này. Đấy, đúng chất video còn sai luôn. Đấy. Tí bảo anh Trung béo để lại cho cây này. Vậy là nay đi quay cũng mua được một cây nhỏ nhỏ chơi cho nó vui. Video bonsai xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ nãy đến giờ. Hẹn các bạn ở video sau nhé. Anh Trung ơi, em cảm ơn nhá. Từ nãy giờ em cũng quay được tương đối nhiều rồi. Vâng, được rồi, cái đấy đi, hẹn bác là một cái video thứ hai. Vâng, đấy là video sau. Còn bây giờ video này là chào anh đã. Anh nhá. Chào cháu nhá. Ok. Rồi, ok. Anh em vào nữa. Vâng, vâng.